Đấy, đi đâu mọi người cũng nói là doanh nghiệp Trung Quốc thì nó rất là gắn với nhau, nó hỗ trợ nhau, nó bảo trợ nhau, nó giúp đỡ nhau. Đặc biệt ví dụ doanh nghiệp Hồng Kông bảo là không có doanh nghiệp Hồng Kông phá sản. Vì trong trường hợp nếu như một thằng nó sắp chết thì cả làng sẽ xúm lại để mà gồng gánh cho nó, đỡ chân đỡ tay cho nó để nó không bị chết. Ví dụ như thế thì thôi. Hết Vâng, cảm ơn anh. Cái việc thứ nhất, việc thứ ba thì tôi nghĩ là anh em mình hoàn toàn hỗ trợ nhau được. Bởi vì là cũng giống như tôi đã nói với anh Hùng nhiều lần ấy, tôi rất mong muốn làm sao không chỉ riêng Vingroup, Viettel mà là mình các doanh nghiệp Việt Nam mình gắn kết được với nhau mình làm. Đấy, đi đâu mọi người cũng nói là doanh nghiệp Trung Quốc thì nó rất là gắn với nhau, nó hỗ trợ nhau, nó bảo trợ nhau, nó giúp đỡ nhau. Đặc biệt ví dụ doanh nghiệp Hồng Kông bảo là không có doanh nghiệp Hồng Kông phá sản. Vì trong trường hợp nếu như một thằng nó sắp chết thì cả làng sẽ xúm lại để mà gồng gánh cho nó, đỡ chân đỡ tay cho nó để nó không bị chết. Ví dụ như thế thì thôi là mình chưa không cần phát triển đến mức độ như vậy, bởi vì cái đấy nó cũng hơi gọi là không chưa khả thi. Ít nhất ở mức độ nào đấy mình đoàn kết nhau được, mình hỗ trợ nhau, mình giảm được cái tôi trong mình đi. Vì cái tôi của người doanh nghiệp Việt, các đại gia Việt nó lớn. Nhà hai doanh nghiệp Việt ngồi với nhau chả thế nào chịu nào. Rồi nhà nước thì không nói gì, đây là các đại gia kiểu khác. Nhưng mà ví dụ tôi nói tư nhân ấy, mà kể cả doanh nghiệp vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, đã thấy là không, mình phải làm vua cơ. Chứ là kia kiểu gì mà bé. Thứ hai nữa là làm kiểu gì thì làm, nhưng mà vẫn ngồi uống rượu với nhau thì uống rượu. Nhưng mà nói chuyện với nhau mà hở ra chỗ nào ngon ngon ấy, thì ông kia sẽ quay về chiến luôn. Thì làm sao mình bỏ qua được những cái đó để mình gom nhau, bởi vì nếu làm như thế thì không bao giờ mình lớn được. Mọi người chỉ nghĩ đến những ngày thịnh mà không nghĩ đến ngày suy, không nghĩ những lúc trái gió trở trời, mình hoàn toàn có thể là khó khăn, lúc đấy ai sẽ giúp mình? Nhưng người ta chỉ bảo ok, vì tôi đang ngon thì tôi phải là vua, còn các ông đang yếu kém quên công đi, không ai chịu nhường ai, không ai chấp nhận ai. Thì nếu như thế tôi cho rằng là doanh nghiệp Việt Nam hỏng, không không thể lớn được. Nên là nếu mọi người để ý là Vingroup, kể cả những doanh nghiệp cạnh tranh với mình, đấy, giống như là Tân Hoàng Minh chẳng hạn, vừa rồi chúng tôi ký hợp tác chiến lược, mình thấy nó phí. Trong tay người ta có mấy chục cái miếng đất, mấy chục cái dự án, người ta không làm được, quá phí. Nếu thêm được một cái doanh nghiệp tử tế nữa, có thương hiệu nữa, có phải ngon không? Mà quan trọng là khi có một cái doanh nghiệp cạnh tranh đủ tầm, nó cạnh tranh với mình ấy, mình mới khôn lớn được. Còn nếu ở nhà nhất mẹ nhì con, chả có ai để mà đọ, không vui. Mà con không phải không vui được, không lớn được. Thực sự là mình phải có những đối thủ cạnh tranh mạnh thì mình mới phát triển được. Đấy. Sun Group chẳng hạn, đến hôm rồi tôi phải nói với anh Lam, vì anh Lam cũng là bạn tôi bảo tao mà làm cái gì mày cứ đi theo mày làm y chang, có ngày tao đập mày chết. Thế là lúc nói vui thôi. Nhưng rõ ràng bây giờ ấy thì là mày không phải là mày có hai cái gọi là vị thế. Một là bạn tao, hai là kẻ thù cạnh tranh trực tiếp của tao, bởi cái gì tao làm mày cũng làm y chang. Đấy, nhưng mà phải cân đối lại, bởi vì thôi cạnh tranh thoải mái, vô tư. Nhưng mà tao làm ở chỗ này, mày làm ngay bên cạnh thì chả là tao mày đánh nhau. Nếu mày cạnh tranh được nhưng phải khôn ngoan. Tuy nhiên cần gì vẫn giúp. Thì tôi rất hy vọng là Vingroup, rồi Viettel, rồi các doanh nghiệp khác mình sẽ có được cái gì. Mình kết nối với nhau. Thế còn những cái gì mà làm được ấy, thì các vị yên tâm một điều là chúng tôi sẽ hết sức làm. Từ câu chuyện tư vấn để xây thêm này kia. Thế còn cái câu chuyện ví dụ như là cái tòa tháp của Viettel chẳng hạn, Viettel mỗi năm lãi mấy chục nghìn tỷ. Anh Hùng chỉ cần chi tiền phát là có tòa nhà ngay, không vấn đề gì cả. Không phải cân nhắc cái hết ấy. Thích bao nhiêu tầng có bấy nhiêu tầng. Cái câu chuyện đấy là cũng đã bàn rồi đấy, thì hiện nay thì Viettel ấy thì đang thực sự nói rất muốn có một cái tòa tháp, mà cũng gọi là một là cái tổng hành dinh của Viettel, cái thứ hai tức là cũng muốn làm để một cái dấu ấn cho thành phố nữa, thì nó liên quan đến cả vị trí nữa. Anh Vượng nói thì là trong tay mình là có rất nhiều vị trí, thì có thể anh Vượng cân nhắc sớm xem là các cái vị trí mà anh có mà đang để trong kho dự trữ chiến lược ấy, thì thành có cái vị trí nào ấy thì thôi, cũng là vì đất nước, là vì nó là biểu trưng của một đất nước, của thành thủ đô mà. Thì Viettel thì hiện nay về mặt nguồn tài chính thì có, thế nhưng mà đúng là một là vị trí, vừa rồi thì có cái vị trí cũng tương đối đẹp, thế nhưng mà anh Vượng thì cũng hơi tham, nên thành ra là xây nhà chung cư nhiều quá, thành Viettel nó khó quyết. Bây giờ xem trong trong kho chiến lược còn chỗ nào không.
Như Vượng, anh Vượng có cái chỗ nào gần gần khu phía phía dưới này cũng được. Em có một khu khoảng 6 hecta ở cạnh cái gì đấy, trung tâm hội nghị quốc gia, thì anh có không? Đường Phạm Hùng. Có phải là chính cái chỗ ấy không? Có phải cái chỗ của anh Tâm không? Chính Chỗ là đấy thì chỗ của đẹp, anh chỗ Tâm. đấy thì đẹp, chỗ đấy thì đẹp, Chỗ chỗ của đấy anh thì Tâm đẹp. là 4 hecta và cạnh cái chỗ của anh Tâm thì còn một Ủa, cái chỗ chỗ đấy thì quá 2,2 đẹp, chỗ hecta đấy nữa. thì quá đẹp, chỗ đấy thì Viettel đồng ý Thế là luôn, hai dự án luôn. giơ hai tay luôn. Và Thực có ra nhưng mà thì như thế mình phải phân ba như này anh ạ. Bây giờ như này. Vì đất nước thì em sẽ xây thật đẹp. Vì đất nước thì anh trả tiền theo giá thị trường, không cần không nhất đắt trí luôn, riêng giá thị trường là nhất trí luôn, riêng giá thị trường là nhất trí luôn, riêng giá thị trường là nhất trí luôn, không bán đắt hơn nhưng phải trả theo giá không thị chắc trường. chắn là theo thị trường, không phải mình hợp tác nó phải theo thị trường nhé, chắc chắn là theo thị trường. Thực ra thì Viettel cũng cũng đã bỏ ra mấy năm trời giao cho cái chỗ mà công ty bất động sản đây để gom hai cái dự án làm một chỗ. Đấy thì Viettel biết từ lâu rồi, biết trước cả Vượng cơ, thế nhưng mà không gom nổi, là vì một ông thì là ông tư nhân Việt Nam thì cũng có thể nói chuyện được, nhưng một ông ấy nó lại là ông Tây mà lại mà là công ty cổ phần đấy, mà nó cũng biết rằng là nếu như mà mình lấy cái 4 hecta này mà lấy 2 hecta kia của nó thì rất đẹp, cho nên nó cũng rất là rền rứ. Thế mà nếu mà gộp là hai cái đấy thì quá tuyệt vời. À, nếu thế thì em phải phanh ngay lại, bởi vì là chỉ khoảng độ 2 tháng nữa lại bán chung cư ở chỗ đấy. Thôi Kế thôi toán đầu thôi tiên thôi, đấy, làm cái khu đầu tiên headquarter đi, làm ấy đi thôi, chứ bây giờ một cái doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đúng không, thì bây giờ thôi thì trước mắt thì nó đang hàng đầu rồi đấy, thế thì mà lại cũng là một cái biểu tượng của đất nước trong cái chuyện trong nước ngoài nước, mà bây giờ lại xây mấy cái nhà chung cư thì nó lãi to chắc thế. Thôi nếu mà anh Vượng thấy rằng là cũng là vì hai bên Viettel trả thị trường mà anh dành toàn bộ cái khu đấy làm office cho Viettel thì rất là vô cùng cảm ơn. Hồ nó nhỏ anh ạ. Cái Viettel ấy hiện nay, Viettel thì hiện nay là như này, có một cái dự án nó ở chỗ nào ấy nhờ, ấy nói thì anh Vượng biết. Anh Vượng hình như gọi là cái gì Sky gì đấy à? Nhưng nó không liền với cái miếng kia đúng không? Mình là có hai miếng nó xa nhau đúng không? Thì Viettel định rằng là cái nhà cao cái gọi là cái nhà cao tầng đấy thì sẽ dành cho tất cả các cái đơn vị, thế còn tổng hành dinh thì có thể xây một cái nhà thấp hơn để cho nó không gian đất đai nó rộng hơn một tí. Mà 6 hectare thì anh quá ngon rồi. Không Bởi thì vì anh tốt. lại ngồi ngay cạnh cái thằng hội nghị quốc gia, tức là không gian nó không có thằng Rồi nào không, lớn. chỗ đấy thì đẹp rồi, chỗ Không đấy có biết thằng. rồi, chỗ đấy biết rồi, chỗ đấy là Mà chỗ đây như cũng nó trước nó quy hoạch 106 tầng. không, như ý là thế này này, tức là anh Vượng ở gần đấy thì có hai khu ở bên cạnh, thì nếu như mà mình lấy một cái mình xây cái tháp cao tầng ở đấy cộng với cái này nữa, hai cái làm một thì nó gần nhau hơn, ý là thế, ý thế cũng thế thì đúng không, nhưng mà sợ là cái mảnh đất cái khu đấy chắc anh Vượng không Cũng nhớ bình đúng thường ấy ạ. không, bên đấy là đã thấy là... Hồ đang chuẩn bị đào rồi ạ. Và bên em đang làm BT cái hồ đấy. Và thì sẽ hình như đâu đấy trong tháng này cũng phải khởi công này. À thế à, Và thì ông Việt Ten cũng đang sợ rằng là không có cái hồ đấy thì cái nhà hồ cái mình 14 đã hectare. à thế à, Và thế lên rất đẹp đấy. thì Mà thôi này. Không, như nếu mình làm cái nhà thấp tầng thì được cái gì, không làm cái như mình đang làm đấy, cao tầng thì làm bên 6 không là hectare. cái nhà đấy thì chỉ có mấy trăm người ngồi thôi. À, thế xong thì xây cái nhà nhà chính của mình sẽ xây ở cái chỗ mà anh Vượng nói 6 hecta, chỗ đấy thì đáng Và để làm, chỗ đấy thì đẹp, nếu gộp được hai cái đấy thì phải nói là còn mà nếu mà bên Vingroup mà đã gộp được hai cái đấy là một thì phải nói là giỏi ấy. thì đã gộp rồi. À thế à, thế là một tin rất là tốt cho Viettel đấy. Anh Nam anh có nói đến hai ý mà anh Nam định bảo là chia sẻ riêng, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh Vượng có thể chia sẻ được, thì cái đấy là cái Viettel cũng cũng rất là một ý, là cái sinh ra các ông Vượng phải. Viettel bây giờ thì cũng gặp một cái khó khăn ý, tức là bây giờ đi ra mỗi nước thì cũng cần một người tương đối toàn diện. Đấy, thứ hai là rồi cũng có khá nhiều các cái đơn vị độc lập mà đều là những cái đơn vị mấy chục nghìn tỷ cả. Đó. Thì tóm lại rằng cái câu chuyện là phải sinh ra các ông Vượng phải. Đấy thì ở đây xem là Vingroup thì giải cái câu chuyện như thế nào. Đó. Chắc là cũng 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 là một trong những cái việc mà khó khăn. Cái thứ hai thì liên quan đến xây dựng. Đấy thì cách nào mà anh Vượng làm được cái việc là tất cả các công trình của anh chất lượng xây dựng đều tốt. Viettel thì xây thì không 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 phải là các cái nhà to, nó chỉ là xây những cái khá đơn giản thôi.
Thế nhưng mà rồi cuối cùng vẫn mắc cái câu chuyện chất lượng không được tốt, nhất là khi đi ra nước ngoài. Thì hai cái đấy mà anh Vượng mà chia sẻ được, vì hiện nay có cả các cái công ty ở nước ngoài, các cái chi nhánh họ cũng đang gặp những vấn đề tương tự như thế. Hết nói về cái vấn đề nhân sự thì sau một hồi gọi là tích cực tuyển dụng thì chúng tôi cho rằng là mình quay lại với cái nhân sự gốc của mình, mà bây giờ mình phải tạo nguồn cán bộ ở các cấp thôi, cứ phải đẩy nhau lên thôi. Bởi vì cái gốc lớn nhất ấy là đấy là những con người đã phù hợp với cái văn hóa của mình, phù hợp với cách làm của mình. Anh có thể tuyển được một người rất giỏi vào, nhưng mà bây giờ anh đào tạo lại họ để họ phù hợp với mình rất là mệt. Đấy, cũng không không và cái xác suất thành công không cao lắm. Đấy, nên tốt nhất là mình bắt đầu từ câu chuyện là ông đang làm trưởng phòng thì cố gắng đào tạo để làm phó tổng, ông phó tổng thì thành tổng, ví dụ như thế. Và cái cách làm ấy là bây giờ các cán bộ lãnh đạo phải nai lưng ra đào tạo thôi, bởi vì dù muốn hay không muốn ấy thì cái văn hóa của một hệ thống nó là theo cái định hướng của người đứng đầu. Rộng hơn ra nó là cái văn hóa định hướng của một nhóm người đứng đầu, không thể khác được. Thế thì mình muốn truyền tải cái văn hóa đấy xuống thì buộc mình phải đào tạo, buộc mình phải trực tiếp kèm cặp đòi hỏi thì mới nhân bản được. Chứ nếu không thì không bao giờ ổn được. Vingroup sau một thời gian rất dài đi ra thì bây giờ lại quay trở lại là Vingroup học tập, quay trở lại là chương trình quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn. Tất nhiên là nói về mặt chỗ này là cái chỗ mà khác biệt giữa tư nhân với nhà nước. Ví dụ như là tôi có thể bổ nhiệm một cái anh đang chỉ làm nhân viên quèn lên làm giám đốc chẳng hạn như vậy. Thế thì chỗ của anh sẽ nói hơi khó hơn một tí. Không, không, cũng Viettel thì cũng thành công là do một ông nhân viên quèn lên làm giám đốc đấy. Cái đấy thì thực ra thì mình nói là nhà nước nó có những hạn chế thì có thể về mặt thủ tục thôi. Nhưng mà về nguyên tắc ấy, nó đưa một ông nhân viên, tức là tóm lại cũng có thể làm được những việc như vậy. Thì bởi vì là cũng giống như câu chuyện đầu tư thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tư vào con người. Ta không thể nói chắc chắn là nó sẽ thành công 100% được. Nhiều người có thể là nói rất hay, hoặc là ở một quy mô nhỏ họ làm rất tốt, nhưng mà khi đến quy mô lớn họ không làm được. Thì ta phải gọi là dũng cảm hay là liều. Rồi ta phải kèm cặp, ta phải hỗ trợ, ta phải thúc đẩy, ta phải đòi hỏi. Rồi ta phải chỉ đường, chỉ lối cho họ thôi. Thế còn ai thì cũng mong muốn là phát triển. Đấy. Và cái quan trọng là ta phải tạo ra cái động lực. Ngày xưa khi mà Vingroup có mãi một vị trí chẳng hạn, không có 3-4 người nhòm vào thì thấy thong thả lắm. Nhưng đến lúc mà phải có một cạnh tranh, áp lực cạnh tranh, ông nào không làm được là tôi mời ông ra, ông tránh ra cho người khác vào làm, thì lúc đấy nó khác. Thì bây giờ mình phải chấp nhận là mình đào tạo nhé. Chỉ có đào tạo thôi. Thì cái quan điểm của tôi là sau khoảng độ maximum là 3 năm nữa là mình tự cung tự cấp được cán bộ lãnh đạo các cấp luôn. Ví dụ như bây giờ đến cái cấp thấp là tổng quản lý của khách sạn chẳng hạn, là mình sẽ quy hoạch đào tạo khoảng 100 người. Trong khi nhu cầu mình cứ tính là 1 ăn 5, tức là 5 người mới lấy được 1 người. Thế thì mình sau khoảng 5 rưỡi, 2 năm nữa là mình có 20 GM xịn. Hoặc là ví dụ như là bên chỗ Vinmart bây giờ ấy, nếu có 300 giám đốc siêu thị cộng với cả 10.000 cửa hàng trưởng, cái cửa hàng Vinmart cộng, thì bây giờ là sẽ đào tạo đại trà, mỗi một tháng ấy, bật ra khoảng 200 người. Từ những cái trưởng ngành hàng hoặc là thậm chí là chỉ là cán bộ quản lý cấp tổ thôi, nhưng mà có bằng cấp hoặc là nhìn mặt mũi sáng sủa nhanh nhẹn, là ta cứ gom khoảng 200 người để ta đào tạo. Thế nào cũng được khoảng 50 giám đốc. Với cái tốc độ này thì mỗi tháng sẽ phải bổ nhiệm mấy chục giám đốc. Thế còn nếu mà gọi là cửa hàng trưởng thì phải bổ nhiệm cả mấy trăm người một tháng. Và mình cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Ví dụ như ngay vừa rồi đấy, Vinpro cộng cửa hàng điện máy đấy, cái đợt Euro này cũng đã có thằng cửa hàng trưởng coi như là bán sạch cửa hàng mang đi cá độ, cũng phạt được hơn tỷ ấy. Ông cái ngày nào ông cũng mang máy đi, ông cứ sửa rồi thì tiền ông cứ giả vờ máy tính hỏng, ông kẹt 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 tuần ông phạt được tỷ, thế sao thì cũng phải chấp nhận đấy. Tức là cái bài toán ở đây là bài toán xác suất. Quan điểm của tôi, nếu như ta đào tạo 100 người thì bét ra ta cũng phải được 20 người, mà ta chấp nhận cái xác suất đấy, cũng đừng có đặt ra mục tiêu lớn hơn, khó khăn hơn rồi nó lại thất vọng. Muốn đào tạo 100 mà phải được 80-90 thì nó không khả thi. Đấy. Còn câu chuyện thứ hai là về cái chất lượng xây dựng ấy, thì cơ bản nó vẫn là cái bài toán tổ chức và quản lý thôi, và cơ chế.
Đây, vừa xong với cái đội xây dựng này, tôi đang chuẩn bị đưa ra cơ chế là kể cả nghiệm thu nội bộ, cứ mỗi một lỗi nhỏ là 1 triệu và lỗi lớn là 5 triệu. Tôi bây giờ không phạt cá nhân, phạt cá nhân lấy tiền nó đau xót lắm. Tôi phạt công ty đấy. Công ty là công ty nào? Công ty quản lý xây đây có Vingroup, ngày xưa là có 7 công ty quản lý xây dựng, nhưng bây giờ sau một hồi thì sát nhập lại còn 3 công ty quản lý xây dựng. À, tức là quản lý xây dựng là mình tổ chức thành một công ty. Thành một công ty luôn. À. Trong đó bao gồm có các bộ phận giám sát tại công trường, kiểm soát thiết kế, kiểm soát kinh tế và kiểm soát chất lượng. Đấy, thường nó có 4 cái như thế. Thế thì nó đi theo cái cơ chế thị trường, tức là khoán luôn. Bây giờ tôi đang thuê một thằng Tây. Ví dụ như ở trong cái nhà 81 tầng là thuê cái thằng Mace của Anh, Atelier của Pháp. Cái này thì xin hỏi anh Vượng ấy, là tại sao mình không thuê công ty bên ngoài họ giám sát chất lượng công trình mà mình lại dùng công ty của mình? Mình vẫn thuê nhưng mình vẫn phải quản kiểm soát nó. Bởi ví dụ như là đấy, ở trong cái phần Tân Cảng vừa rồi ấy, là mình phải đuổi mất một nửa cái sản lượng của một thằng công ty của Úc. Khi mà lớn nó không quản nổi, không kiểm soát nổi. Công ty xây dựng hay công ty quản lý? Công ty quản lý xây dựng. Tức là bây giờ mình có công ty quản lý xây dựng của mình là quản lý các công ty tư vấn và giám sát của nước ngoài. Thì nó có cơ chế, ví dụ như là thằng Atelier của Pháp nó quản lý các cái tòa Central Park, khoảng 10 mấy tòa trong đó. Thì cái phí của nó là khoảng độ 1,64% trên tổng công trình. Đấy. Thế thì ông quản lý xây dựng này sẽ được 0,2% để kiểm soát nó. Nó có khoảng độ 200 giám sát, còn mình thì có khoảng độ 20 người để mình giám sát cái bọn giám sát đấy thôi. Thường là khi mình đi thuê một công ty giám sát công trình thì mình trả khoảng 0,2% à? Không ạ, cái đấy là nội bộ của mình thôi. À, nội bộ là 0,2. Còn nếu với thằng bên ngoài ấy, thì thằng Tây là 1,6. À, 1,6. Thằng ta 1,64, thằng ta thì ít hơn. Thế thì các công ty của nội bộ tôi cũng cho cơ chế như thằng Tây. Tóm lại là ông làm, à không, xin lỗi, trong 3 năm đầu, bởi vì trước đây ấy, là các công ty quản lý xây dựng là cơ chế bao cấp. Nên là các ông cứ thực chi bao nhiêu thì các ông nhận bấy nhiêu. Còn bây giờ tôi khoán luôn là 3 năm đầu để cho ông tiến hóa, cho ông hẳn phí là 2%. Đấy, thằng Tây 1,64, nhưng mà thằng ta nội bộ 2%. Tức là ví dụ như xây một công trình khoảng 20.000 tỷ thì ông được 400 tỷ. Thì 400 tỷ các ông lấy chia nhau. Thế thì bây giờ ấy, tôi phạt vào cái 400 tỷ đó. Tất tần tật nó có các cái khoản luôn. Nhưng mà này nhá, mình thì có cái công ty của mình kiểm giám sát ông kia. Thế nhưng mà mình phát hiện lỗi bằng cách nào? Ai là người phát lỗi của cái công ty của mình nhé? Nó tầng tầng lớp lớp anh. Trước tiên ấy là cái thằng giám sát đấy thì nó lại không phải là thằng làm, nó là giám sát nhà thầu xây dựng. Nên buộc nó phải phát hiện ra lỗi. Trong hợp đồng ghi rất rõ, tôi đến mà kiểm tra, tức là cái đội công ty của mình đến mà kiểm tra mà phát hiện được sai quy trình. Đấy, buộc thép sai chẳng hạn như vậy, vệ sinh bẩn, mất an toàn chẳng hạn, thì nó có mức phạt từ 5.000 đô cho đến bao nhiêu đấy, hình như là mức cao nhất là 50.000 đô hay sao ấy. Đấy là phạt một lỗi xây dựng. Đấy là không, đấy là phạt thằng quản lý xây dựng nước ngoài và cái thằng công ty giám sát ấy. À, tức là cái công ty quản lý giám sát của mình thì phạt cái ông công ty giám sát nước ngoài. Vâng. À. Thế còn mình ấy, cái công ty đấy ấy, cái công ty xây dựng, ví dụ xây dựng Vincom xây dựng này, thì sẽ bị tập đoàn phạt nếu phát hiện. Mình có thanh tra nội bộ này, hoặc là bất cứ lúc nào đấy nguồn tin trên giờ dưới biển xuống mà kiểm tra thấy nó sai cái gì đấy. Hoặc là ví dụ như là ông chậm mỗi một ngày thì tôi phạt ông 0,01%. Đấy, ông để một vụ tai nạn chẳng hạn như vậy mà xảy ra, ông sẽ bị phạt 100 triệu. Ông để mất vệ sinh thì ông bị phạt này kia, thì còn ấy bị khỏe lắm. Bởi vì phạt có phạt ai cụ thể đâu, phạt cả công ty đấy, tức là lúc đấy vô hình chung mình đã biến cái ông tổng giám đốc đấy thành ông chủ. Ông chi tiêu làm sao đấy trong vòng 400 tỷ đấy, có lãi thì các ông chia nhau. Còn không có lãi thì công nhân nó đến giám sát đến nó đốt nhà ông. Vì mình không có lương. Tức là cả công ty đấy nhà nhà người người đều làm chủ hết. Nôm na nó gọi là khoán sản phẩm anh ạ. À, thế thôi, còn lại cái tiêu chuẩn của mình rất rõ ràng rồi. Đấy là cái bước gọi là nghiệm thu ban đầu, còn sau này ấy, lại còn nghiệm thu nội bộ. Các cái công ty nội bộ nó sẽ nghiệm thu, ví dụ như ông Vinhome là người đặt hàng cái ông quản lý xây dựng để xây cái tòa nhà đó. Thì cái đội chăm sóc khách hàng và giám sát chất lượng của Vinhome nó sẽ đến nghiệm thu cái tòa nhà đó. Đấy, thì kể cả nghiệm thu nội bộ bây giờ cũng 1 triệu hoặc 5 triệu tùy mức độ gọi là nghiêm trọng cho một lỗi. Một tòa nhà bị ông nghìn lỗi là chơi mấy tỷ. Cái này là mình cũng nên rất là nên học anh Vượng đấy.
Hiện nay thì mình Viettel là có xu thế là phạt thẳng vào người lao động, không nên phạt vào cái tổ chức đấy, thí dụ như phạt vào cái công ty nước ngoài đấy, hoặc là phạt vào cái huyện đấy, hoặc là chi nhánh đấy, cái đấy nó hay hơn rất là nhiều, mà đúng là mình đỡ đau lòng ấy. Khi mà trực tiếp là một người lao động thực ra là cũng rất là đau lòng. Cái thứ hai nữa là cái bài toán của anh Vượng chia sẻ là Nam học được ngay, tức là một là có công ty xây dựng thì chọn cái công ty cho tốt, cái thứ hai là kiểu gì cũng phải có một cái công ty giám sát cái quá trình xây dựng đấy. Thế và có lẽ là Viettel phải lập lại cái công ty mà giám sát, thì cứ ông này giám sát ông kia. Thế còn thực ra thì câu chuyện ở Tanzania hay các nước khác này thì tự mình làm, tự mình nghiệm thu thì nó thế đấy mà. Ông Viettel là rất kinh, ông Viettel là ông ấy linh hoạt đến mức là ông ấy tự làm xong ông ấy tự giám sát và ông tự nghiệm thu luôn. Đấy. Cái đấy là tinh thần khởi nghiệp đấy anh. Tinh thần khởi nghiệp. Cái group ngày xưa cũng thế đấy anh. À đấy à? Rồi cả làng xong tự đi ra nghiệm thu, mà nếu bẩn thì tự xông vào quét thôi chả có gì. Đấy, thế thì Viettel là vì nhưng mà học hơi chậm. Thực ra ông Viettel thì học hơi chậm, đi ra nước ngoài cũng được gần chục năm rồi, làm cũng được 9 nước rồi, thế nhưng mà cứ vẫn cứ cái bài đấy thôi, tự làm xong rồi tự nghiệm thu, thế thì nó thế thôi, cuối cùng nó cũng chẳng phạt được ai, là vì người quân đã tạc quân đã cả mà. Ông phạt thì nó vẫn phải phạt cả công ty và phạt cả cá nhân. À không, Vì cái để nó công ty đấy họ sẽ làm đến cá nhân đúng mà không? cho nó khỏi phải nó cho đảm bảo công bằng. Bởi vì ai mà vi phạm kỷ luật thì người đấy phải bị phạt hoặc cắt thưởng. Còn ai làm tốt thì nó phải được thưởng, tức là nó thành cái như kiểu cái hồ sơ của từng người rồi. Đến cuối cùng ok, công trình này lãi được 100 tỷ thì ai được hưởng nhiều, ai hưởng ít. Ai đóng góp nhiều thì người phải hưởng nhiều. Đấy, tức là cái gốc về 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 quản trị nhân sự của Vingroup ấy là hướng đến câu chuyện công bằng. Cái này thì chỗ mà Nam nước ngoài thì mới lại chỗ mà chỗ Việt Viễn thông trong nước ấy, thì cũng có thể thấy là thực ra thì mình đi thuê các công ty giám sát nó cũng chỉ có 1 phẩy mấy% thôi, xong rồi thêm cái phần mình nữa thì thêm 0 phẩy mấy%, cứ cho hẳn 2% đi, nhưng mà nó sẽ làm cho các cái chất lượng rất là tốt. Mình ấy, vừa rồi tự làm thế rồi lại tự giám sát rồi tự kiểm tra rồi tự nghiệm thu, có khi mất đến hàng chục mấy chục phần trăm ấy, thành như giờ hơi thì những cái đấy là anh nghĩ là lỗi rất là basic. Thì sửa ở đây mà mọi người có một cái câu hỏi mà tôi nhìn tôi cũng thấy ấy, tức là cán bộ mà lãnh đạo của Vingroup toàn nữ nhiều, nên lúc tôi gặp mà mấy bạn nữ của Vingroup tôi nghĩ là bố này chắc kém, bắt nạt phụ nữ nó dễ mà, có phải thế không? Thực ra thì nhiều hay ít ấy là nó do cái khái niệm anh ạ, và nó xác định trên cơ sở là nhu cầu. Cái Nói cơ thế là cấu mọi người khó hiểu rồi thấy hấp dẫn. Cái vấn đề là cái tổ chức của Vingroup nó là một cái mô hình holding ở dưới cái bộ máy của tập đoàn, thì nó là các cái P&L. Thế thì những cái công việc mà đòi hỏi đàn ông làm thì Vingroup đều là do đàn ông làm. Còn cái việc gì mà đòi hỏi hay nói khác là phụ nữ có cái thế mạnh tốt hơn thì phụ nữ làm. Ví dụ như là phụ trách về an ninh là đàn ông, đối ngoại là đàn ông, xây dựng là đàn ông, đối ngoại gọi là phát triển dự án cũng là đàn ông. Thế nhưng mà kinh doanh chẳng hạn, hay là tổng giám đốc của Vingroup không phải là tổng giám đốc như kiểu một công ty của Viettel, tức là anh phải làm hết tất tần tật các việc. Một công ty của Vingroup chỉ làm một số mảng thôi. Đấy, ví dụ như là xây dựng ông không còn làm, ông chỉ cần đưa yêu cầu tôi cần xây cái tòa này, đến ngày này tôi phải xong. Thế hết. Đi yêu cầu phụ nữ đi yêu cầu tốt hơn. Đòi hỏi phụ nữ đòi hỏi tốt hơn anh em mình. Thế rồi ấy thì ví dụ tài chính, kế toán, pháp lý đúng không? Rồi thì là kinh doanh vân vân, thì những cái đấy là thế mạnh của phụ nữ. Cho nên đương nhiên là những cái vị trí đó thì bao giờ chúng tôi cũng bổ nhiệm phụ nữ. Còn một cái điểm thứ hai nữa mà cũng không thể phủ nhận được, đấy là phụ nữ ổn định hơn và chăm chỉ hơn, chỉn chu hơn anh em chúng ta. Nên là ở những cái cương vị mà quản trị như là các cấp phó hoặc là các cái nhà quản trị thì rõ ràng là nữ tốt hơn. Nên vì thế cho nên là ở Vingroup thì nam nữ gì đều đúng, đều đủ vào các cái vị trí cần của mình. Tôi chả bổ nhiệm cái vị nữ nào vào cái vị trí công việc của nam. Hoặc ngược lại ấy, thì nam cũng khó mà giành được một chân của nữ. Nhưng
mà nhìn ra thấy thì thấy thấy tỷ lệ chắc là bên 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 Vingroup là những cái việc mà có nhu cầu nữ thì cao hơn đúng không, trong cái lớp lãnh đạo. Chưa kể đàn ông Vingroup xịn nữa, một đòn chết bảy. Tức là như thế nào? Tức là một người có thể lãnh đạo được 7 người chẳng hạn, thế phụ nữ. Một đàn ông của Vingroup là có thể lãnh đạo được 7 phụ nữ trở lên. À. Rồi anh em mình mặc dù là chắc là thời gian thì cũng đã quá rồi, nhưng mà chắc là sẽ xin anh Vượng thêm một câu hỏi nữa. Thì là các đầu cầu nè. Hoặc là tỉnh, các tỉnh ở thị trường nước ngoài. Mozambique thì có một tỉnh nào đấy không? Một tỉnh xa xôi của Mozambique xem nào. Để cho anh Vượng nhìn thấy một cái văn phòng của mình ở tận Mozambique, ở tận một cái tỉnh. Đề nghị đồng chí Quang đi xa đặt câu hỏi tổng giám đốc của tập đoàn Vingroup. Em lấy một tỉnh ở Mozambique nè. Báo cáo tổng giám đốc. Dạ vâng, báo cáo tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng. Rồi em giới thiệu qua về cái tỉnh của em một chút để cho mọi người. Dạ vâng. Báo cáo tổng giám đốc của anh Vượng thì là tỉnh em là tỉnh ở Liasa, là tỉnh xa nhất của Mozambique và cách thủ đô Maputo là 3.000 km, và diện tích của tỉnh em thì là 122.000 km², tức là bằng khoảng 1/3 của nước Việt Nam mình. Và về dân số thì ở dân số em thì có 101,5 triệu dân, tức là về mật độ dân số ở đây rất là thưa. Tính khoảng cách xuống dưới huyện của em thì cùng bình quân khoảng tầm 300 đến 400 km, xuống đến trạm xa nhất thì khoảng tầm 600 cây. Tức là về trạm đây là một cái trạm phát sóng kinh tế của Liasa thì rất. Dạ vâng. Về điều kiện kinh tế của Liasa thì rất là nghèo, tức là người dân thì chỉ có thu nhập khoảng tầm 5 tháng trong năm thôi. Còn đâu sau đấy là người ta chủ yếu là dựa vào những cái thu nhập trong cái thời gian mùa vụ, và tức là chỉ chi tiêu trong cái khoản thu nhập đấy. Tức là nói như thế thì các anh có thể hình dung là ở bên này thực sự rất là khó khăn. Và em có hỏi gì anh Vượng không? Hôm nay cũng được vinh dự là tỉnh. Dạ vâng, hôm nay cũng được vinh dự là tỉnh xa và nghèo nhất của Mozambique, thì em cũng muốn anh Vượng chia sẻ một chút là về cái quá trình mà anh xây dựng cái Vingroup, thì anh có thể sơ lược qua lại để bọn em hình dung cái con đường đi và thành công của anh như thế nào. Mời các xin hết. Tức là ông này ông ấy hỏi ông Vượng, nhưng mà để ông Vượng PR Vingroup đúng không? Cảm ơn em. Em hỏi câu đấy anh nói hết 1 tiếng nữa giờ chết. Thì có thể nói ngắn gọn là cái quá trình hình thành và phát triển của Vingroup là nó không đơn giản. Con đường đi thì không bằng phẳng. Rất là gian khổ. Từ hồi chúng tôi đang là sinh viên ở Moscow. Ví dụ như tôi chẳng hạn, hồi đó là cũng phá sản khoảng vài lần. Thế rồi thì là trôi dạt xuống khắc cốp làm ăn, cũng bắt đầu từ câu chuyện đấy. Lúc nãy đã chia sẻ là mình cũng làm một cái trung tâm thương mại nhỏ nhỏ, gọi là trung tâm thương mại, gọi là nó như cái gọi là ốp hay là ký túc xá hay là cái gì đó kinh doanh kiểu như thế. Dần dần hướng đến các cái công việc nó đầu tư sản xuất nó gọi là bài bản hơn. Bắt đầu là cái câu chuyện mở cái nhà hàng Việt Nam, sau đó là bắt đầu sản xuất mì. Dần dần ấy, thì cũng có một cái gọi là cơ duyên khi mình đẩy được rất mạnh cái câu chuyện sản xuất cái thực phẩm ăn nhanh. Cái cơ may đó nó giống như là Ukraine bây giờ. Nếu như mà tất nhiên là viễn thông thì nó hơi khác. Tức là toàn bộ xã hội hầu như không còn nền tảng về sản xuất. Tại Ukraine ngày xưa nó là một đất nước công nghiệp, sản xuất thực phẩm hầu như không có gì ngoài câu chuyện lúa mì. Nó còn gì nữa không biết, về cơ bản chắc chỉ có lúa mì. Thì trên cái nền tảng đó ấy, thì cái việc kinh doanh của mình nó rất thuận tiện. Khi mà chúng tôi bán mì chẳng hạn như vậy thì các cái cửa hàng họ chống toang chống hoác luôn, họ còn phải mượn những cái thùng cắt tông của mình để bày lên, hoặc là mượn gói mì của mình bày lên đấy cho đẹp. Thế thì tự nhiên là cả nước quảng cáo cho mình chả mất xu quảng cáo nào hết, đâm ra là cái sản lượng nó cứ tăng khủng khiếp luôn. Trong vòng mấy tháng mình đã đạt được 1 triệu gói đầu tiên. Hôm rồi tôi vừa mới đang xem anh em viết kỷ yếu, bảo là đóng được cái thùng mì đầu tiên 72 gói.
Xong đến lúc mà có được một khách hàng đến mua buôn được 10 cái thùng mì thì coi như cả phòng kinh doanh đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng nó bán được 720 gói mì. Đấy, thế thì trong vòng có khoảng độ chưa đến chục năm thôi thì cái doanh số lên đến khoảng 150 triệu đô một năm. Thế đến lúc mà tôi cũng thấy là nó cũng chỉ đến thế thôi. Mình có làm mì mãi, mình làm kiểu gì thì nó chỉ đến thế thôi. Thì mình quyết định là thôi mình phải tìm thêm những lĩnh vực khác. Thế thì dần dần bắt đầu mới đầu tư về nước. Đầu tư về nước thì làm cái Vinpearl ở Nha Trang, làm cái Vincom ở Hà Nội. Nhưng mà nghĩ là như thế này cũng là to lắm rồi. Hồi tôi về người ta dọa tôi đủ thứ luôn. Nói như nãy chia sẻ với anh Dũng đấy, vì bảo to như này hồi đấy nếu như năm cách đây mười mấy năm thì các anh hình dung là chủ một tòa nhà như thế chỉ có Tây thôi. Người ta mà lại khách sạn năm sao này kia thì nó bảo nó to nhất Việt Nam rồi, cái này sắp sửa đoàn đến nơi rồi. Cái này tư bản đến thậm chí ấy, là một ông đại sứ ở Ukraine khi về nước bảo có nơi cộng sản nó không yêu người giàu đâu, mày làm từ từ thôi. Đấy, tức là rất là chú cháu ấy, thân tình mới bảo thế. Thế thì mình cũng từ từ thì cũng nghỉ một tí. Nhưng mà sau mình bảo thôi thì đằng nào cũng đến thế thôi. Cũng mấy chục năm nữa rồi cũng ra đi thôi. Thì mình làm được cái mình cứ làm. Thế thì chiến đấu cho đến bây giờ thì dần dần nó mới ra những cái hệ thống như này. Đấy, thì ngắn gọn nôm na là như thế. Như thế đã được chưa? anh Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách về công nghệ thông tin của tập đoàn. Tôi thì phụ trách về mảng công nghệ thông tin, thì tôi cũng muốn là anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh, bởi vì tôi biết là một số các cái sản phẩm của Vinhome ấy thì hiện tại là có bán với cả một số các cái feature, nghĩa là một số các cái tính năng, ví dụ như là có kèm ngôi nhà thông minh chẳng hạn, smart home chẳng hạn. Thì tôi muốn hỏi là các cái sản phẩm đấy anh bán như thế thì nó có chạy hơn so với các cái sản phẩm khác hay không? Bởi vì chúng tôi cũng có các cái dự án về ngôi nhà thông minh, nhưng mà ở mức độ triển khai thực tế, triển khai ở mức độ quy mô lớn, ở mức độ được thị trường chấp nhận ý, thì thực sự là chúng tôi chưa có những cái kinh nghiệm như vậy. Đấy, cái thứ hai nữa thì lúc nãy anh Nam cũng nói chia sẻ về việc là chúng ta có thể cùng nhau làm các cái dự án về ví dụ thành phố thông minh được hay không. Đấy, thì chúng tôi cũng mong muốn là hai bên nếu mà có thể hợp tác với nhau thì chúng ta có thể xây dựng một cái mô hình tương đối là tương lai một chút. Đấy, để cho mọi người cùng trải nghiệm những các cái dịch vụ hoàn hảo hơn so với những cái gì mà hiện tại đang có. Cảm ơn anh. Có lẽ là anh em mình phải bắt tay vào, xong rồi mình thử một phát, xong mình đưa ra thành cái sản phẩm để mình gọi là ở góc độ nào đấy như kiểu là hướng dẫn, như kiểu là dạy thị trường, người ta quen với câu chuyện đó. Bây giờ có một nhóm rất nhỏ thì có nhu cầu và có thể sử dụng được. Thế còn đại đa số là chưa thích. Nhiều người bảo thôi các ông làm cái nhà nó ngu tí cho bọn tôi nhờ. Thế không thì sau là đi vào nhà không được. Nửa đêm coi như là đèn cứ bật sáng choang lên, cứ tưởng là ma là chết. Rồi ví dụ xin lỗi là ví dụ như mà vợ chồng đi ngủ này, xong rồi ai đấy đứng dậy đi toilet chẳng hạn, là đèn nó sáng choang cả phòng lên thì người còn lại khỏi ngủ. Hoặc là ví dụ như ngày xưa chúng tôi làm cái khách sạn Vinpearl Đà Nẵng là mình làm hoàn toàn theo cái kiểu điều khiển. Thì đang đêm tự nhiên rèm lại mở toang ra, nó chập ở đâu đấy. Thế là một khách khứa sợ gần chết, cứ tưởng ma. Kiểu gì mà chả có động đậy gì, rèm lại mở ra, xong đèn lại bật lên, rõ ràng là ma chứ làm sao mà thông minh với cả không biết gì, phức tạp. Nên là cái đấy nó là một quá trình gọi là tiến hóa nhỉ? Nhưng có lẽ là mình cứ làm, và ai thích thì người ta chọn, còn không thích thì thôi. Nhưng có thể mình sẽ làm nó tiến hóa dần dần từng bước một, chứ không thể để ủnh phát ra như này đâu, rồi có ngày nó khóc đâu mình chết. Thì có lẽ là chiến đấu đấy anh ạ. Em có điều đi.
Okay, được thế tốt quá. Cái đấy mình sẽ cùng làm. Mời Tuyết Trinh đứng dậy cái. Em xin giới thiệu các anh chị, là chị Tuyết Trinh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ thông tin của Vingroup. Đấy, thì sau này hai bạn liên hệ với nhau. Tóm lại là cứ thử một phát. Và có anh Vượng là cũng hơn 100 câu hỏi. Thế rồi chắc là trong cái lúc mà mọi người nghe thì chắc là trong đầu cũng nảy sinh nhiều các cái câu hỏi khác nữa. Nhưng mà anh Vượng thì chắc cũng chỉ trả lời được một phần. Nhưng mà cái tinh thần của anh Vượng, thế rồi của Vingroup thì chắc là cũng thể hiện được nhiều rồi. Thế thì vừa rồi là anh Vượng là trả lời các cái câu hỏi cụ thể. Thế có lẽ là anh Vượng cũng có một vài lời nói với lại tất cả người Viettel nhỉ? Vâng, cảm ơn anh Hùng. Thực ra ấy thì biết nói như thế nào để cho nó vừa lòng tất cả mọi người. Tôi thì tôi chỉ có thể nói rằng là tôi rất mong muốn là mỗi một người Việt Nam mình đều cố gắng cái đời này của mình này, cái thế hệ này của mình này, nỗ lực vượt bậc để mình làm sao cho con cháu mình sau này nó có một cuộc sống nó khác chúng ta bây giờ. Cái thời bọn tôi với anh Hùng, thời anh Hùng thì còn đi học những năm trước đấy, chứ còn như thời của tôi là đi học ở Liên Xô những cái năm mà nó Liên Xô cũ nó tan vỡ rồi, tan rã rồi ấy. Thì thực sự là mình cảm nhận được cái nỗi nhục của một cái đất nước nghèo hèn. Và cái người dân ở đấy người ta phải chịu cái sự nhục nhã như thế nào. Và đến bây giờ, đến vừa rồi đây, khi mà tôi có một cái nhóm cán bộ là đi sang Nga chơi.